Thẳng vô. Đây, ghế đây rồi. Lên phía trước. Rồi, ổn định chỗ ngồi. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Mở cho. Trời ơi, đẹp gái quá ha. Nay trai tài gái sắc gặp nhau rồi. Trời ơi, Bạch công tử ha, Bạch liêu lên ha. Xin bây giờ Bạch công tử giới thiệu trước cho mình ở đâu nè. Dạ, em lần đầu tiên em cho em xin phép chào chị Cát Tường. Này không phải Bạch liêu rồi. Chào quý vị khán giả và đặc biệt là chào bạn gái ở bên kia đại team. Em tên là Nguyễn Văn Nhi. Em đến từ miền Trung, Quảng Trị. Hiện tại thì đang làm ở hướng dẫn viên và huấn luyện viên ở gốc ở sân gốc ở Cam Ranh. Wow, thèn chi phong độ dữ, dân chơi thể thao mà. Nhi hả, tên Nhi hả? Dạ. Nhi là năm nay bao nhiêu cái xương xanh? Em 37 rồi. 37 là sinh năm nhiêu cơ? Em 82. 82. Tham gia môn thể thao này bao lâu rồi mà giờ làm huấn luyện viên luôn, ghê vậy? Em tham gia gần 10 năm. Mà lúc đầu em vào thì cũng là một nhân viên bình thường thôi. Nhưng mà làm một thời gian thì em thấy đam mê cái môn này, bắt đầu em tập luyện. Em thích một người anh nói một câu rất là hay là bạn muốn thành công ở cái lĩnh vực nào đó thì bạn phải trở thành bậc thầy trong cái lĩnh vực đó. Và em cố gắng học và bây giờ em và vừa rồi em mới đi thi level. Rồi vậy là quá hay rồi. Có biết chơi môn thể thao đó không em? Dạ. Thích chơi không em? Anh sẽ huấn luyện cho em, anh làm huấn luyện viên cho em. Anh này dễ thương lắm, tự tin, công việc sự nghiệp ổn định. Rồi giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào anh Nhi và em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Hiền ạ. Em ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ, hiện tại thì em đang ở Tân Phú. À, quê ở Bình Thuận thôi. Dạ đúng rồi. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm công việc gì? Dạ em đang làm kế toán. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì làm việc rất là quyết đoán, đâu ra đó ạ. Và rất là cẩn thận ạ. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì đôi khi em cũng hơi nóng nảy. Rồi với lại hay khóc. Ai làm gì mà khóc? Dạ. Khóc là khóc trong cuộc sống hay là khóc trong công việc hay là... Nói chung là cứ hay bị cái bực bội lên hay là cái gì đó nói mà không nghe hay gì đó. Mình nói người ta không nghe, mình tức mình cũng khóc. Hay. Rồi ai nói gì mình không giữ ý mình cũng khóc. Hay. Ủa có biết tiếng Nhật hả? Đúng không? Trời ơi, gì sắp khóc nữa, tôi hỏi thôi, tôi có làm gì đâu mà thấy muốn khóc vậy trời. Sao vậy? Vụ gì? Bữa nay tâm lý không ổn định hả? Dạ không có. Trời ơi, sao tự nhiên cổ tôi mới hỏi mấy câu cổ sắp khóc rồi kìa, giờ anh tính sao đây? Tự tin lên em ơi. Cổ vô cổ vũ cổ thầy câu coi. Cổ sợ nãy giờ cổ đòi cổ bỏ về luôn á, thiệt á. Nãy giờ trước khi ghi hình là cổ muốn về đó. Dạ. Thôi hai bạn tự nói chuyện nhau xíu đi, nhiều khi hơi trai nó khác tôi á. Làm sao có thể giữ lại cổ đi chứ, cổ muốn về rồi đó. Em ơi, cố gắng tự tin lên để mà tham gia chương trình chứ có gì đâu mà phải sợ phải khóc em. Bữa nay biết đâu mình có thêm một người cùng đồng hành với mình trong cuộc sống. Vui lắm, một mình buồn lắm em. Đôi lúc cô đơn lắm, cởi mở lên, tự tin lên. Nha cưng nha. Rồi, tới phiên Nhi đi nè. Điểm mạnh, điểm yếu của Nhi là cái gì? Điểm mạnh của em thì thẳng thắn, dễ hòa đồng, có năng khiếu về thể thao, bóng chuyền, đặc biệt là bóng chuyền với gôn. Em biết nấu ăn, ca hát cũng được. Hay quá, thôi hát bài tặng bạn gái đi, bạn gái đang hồi hộp quá. Thì em hát một đoạn trong bài Em yêu anh như yêu cô hò vì dặm, để tặng bạn gái. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào như biển cả, như vầng trăng sáng to giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Em yêu ơi, thương em nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vẫn vả, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương. Hay quá trời ơi, đẹp trai cao ráo, chơi thể thao quá hay nữa. Phụ nữ nào mà chịu nổi, anh này nói ế tôi cũng tin nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em có 20 tình, chưa học 12 xong em đi rồi thì có quen một người. Bạn lúc đó bạn đó học của em 2 lớp.
Có đi bộ đội nữa. Dạ, em có đi bộ đội. Em đi bộ đội ra em học tiếp. Rồi. Dạ. Cái mối tình đó thì sau khi em đi bộ đội về thì kiểu giống như em còn đi học nữa thì bạn đó chơi được. Mối tình gần đây thì em quen bạn đó thì bạn còn mới có 20, hơn 20 tuổi à. Mà Tết vừa rồi thì bên hai bên gia đình cũng nói chung, bên bố mẹ em cũng nói là quá thưa chuyện bên gia đình bên bà đó, nhưng mà bà đó nói bà nó còn nhỏ và chưa nghĩ đến chuyện đó, thì em cũng chủ động và em nói về thôi thì mình dừng lại. Có nghĩa là bây giờ thí dụ tìm được cái đối tượng phù hợp thì em mong muốn bao lâu nữa thì mình kết hôn là dạ, trong vòng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm thôi ha. Thế còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ từ trước giờ thì em trải qua 2 mối tình ạ. À. 2 mối tình. Dạ. Lý do sao chia tay, quen được bao lâu? Nhưng mà thật ra thì đã rất là lâu rồi ạ. Bây giờ thì mọi thứ cũng đâu vào đó hết rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi, nên là em cũng không muốn nhắc lại nhiều quá về cái là bao lâu rồi? Rồi. Cái mối tình sau đó, sau cùng này là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng 5 năm rồi đấy chị. 5 năm. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải nhớ cái lý do tại sao mình chia tay chứ. Thì lúc đó thì đại khái là mình nói cái từ không hợp nhau đi cho nó nhẹ nhàng nhau vậy thôi. Cứ mỗi lần hết cái gì cái là không hợp nhau chia tay. Mình muốn hợp là nó hợp, mà mình muốn không hợp là dạ, không hợp. Tại vì mình sinh ra không có ai hợp ai hết trơn á. Mình thích hợp thì mình sẽ hợp. Dạ đúng. Mình phải thay đổi cho phù hợp. Mình đã không thích rồi cỡ nào nó cũng không hợp hết trơn á. Ha. Rồi suốt 5 năm qua lý do tại sao em không quen được ai? Dạ thì công việc nó cứ cuốn mình đi hết cái việc này đến việc kia và học tập làm việc như vậy thôi. Hiện tại bây giờ công việc em đã ổn định chưa? Hiện tại thì là em đang làm báo cáo thuế rồi ở nhà lãnh về nhà làm ạ. Có bao giờ em nghĩ là em sẽ lấy chồng ở xa chưa? Thì nếu mà người ta cho em đủ niềm tin thì em sẽ về. Đó, đó là cái câu mà chị thích nghe. Chứ còn thật sự á, tình yêu nó khó nói lắm. Dạ đúng á. Mình không có cái lập trình nào mà đưa ra trước kế hoạch hết á. Tại vì khi tình yêu nó tới, nó sẽ thay đổi hết tất cả những kế hoạch trước đây của mình. Mỗi người bạn trai mà em đang tìm kiếm là người như thế nào? Em thích bạn trai tự tin, trung thực và sống tình cảm ạ. Về ngoại hình? Em thì thiện cảm với các bạn ăn mặc chỉnh tề tí. Em không thích bạn nam mặc bụng bự. Không thích bụng bự. Rồi. Thế em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Yeah. Mỗi người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái của em thì nó cũng nói chung là cũng cao thì cỡ 1m56 trở lên, nói chung là hơi hiền tí, và mỗi người về gia đình trong tình yêu thì trung thủy. Có cái về ngoại hình như thế nào không? Đây tìm đi ảnh trong 4 anh đó, đó là có một ảnh đó. Da hơi trắng tí, tóc dài thì tốt. Rồi đó, 4 cô đó kiếm cô đi. Trùng hợp quá ha, người nào cũng tấm hình 4 người hết trơn, 1 chọi 4. Ráng kiếm trúng nha, kiếm trúng ai tôi gả người nấy luôn á. Khó ha em ha, 4 người sẵn sàng nhau phải không? Em có cái gợi ý gì cho cổ không? Tôi gợi ý em ở ngoài với trong hình khác nhau xa lắm luôn á. Chị nhìn mà chị không thấy luôn, chị không nhận ra em luôn. Rồi trong có 4 người đó thì anh ăn mặc hơi khá nổi đấy. Dòng có 4 ông đó, ông nào huấn luyện viên? Tại sao chọn anh đó? Em cứ đoán vậy. Đoán đoán vậy thôi phải không? Rồi, hy vọng em đoán đúng. Ở đây nhận ra chưa? Ai? Em nghĩ là người này. Rồi, giữ nguyên hiện trường. 1 2 3. Mở cửa trái tim. Rồi xem mình chọn đúng hay sai. Không, anh này chụp hình không có giống trong ảnh chút nào. Sao em chọn đúng không? Em nghĩ là em chọn đúng. Em nghĩ em chọn đúng, và hình như bạn gái mới cắt tóc. Tóc ở đây dài hơn đúng không? Dạ yeah. Mới cắt tóc. Anh đã chọn đúng em trong 4 cô gái đó. Nhưng em thì không đúng. Biết ảnh là ai chưa? Trời ơi, sai nữa. Đã sai càng thêm sai. Phạt double. Đây nè, nổi nhất cái nè. Nhìn hình còn đón chật nữa. Em nói nghe nè, mà sao chơi thể thao mà bụng cũng có bự có bụng vậy? Cái đó là em thấy nó hơi nghịch lý ở cái môn thể thao này, là nó như vậy. Cái môn thể thao này em đi bộ quá trời luôn, em bụng nó nhỏ lại. Lý do? Bụng nhỏ thì mình phải tập gym để hỗ trợ. Mà hiện giờ em có tập thể lực thêm không? Dạ em có. Tập thêm chứ, tôi thấy là cái bụng lúp lúp lại nha. Tôi nói trước rồi, cái bụng nó hơi lúp lúp rồi đó. Tướng cao ráo ngon lành. Rồi bên này giờ cô này đón chặt rồi, giờ tính sao đây? Thôi giờ trước tiên cũng tặng quà cho người ta trước đi, rồi mới phạt người ta sau nè. Dạ, rồi thì món quà này, cái này là món quà anh tự làm. Tự làm nữa hả? Handmade. Nói chung cùng em cũng được nhung nghe lắm. Em tặng em cái này. Tại vì anh thấy cái này là cái tên nó rất là hay, là sống đời. Thì em cũng muốn là trong cái vấn đề gì vậy, nó phải lâu dài. Dạ, trong chuyện tình cảm vậy đó, đó em muốn tặng cho em cái này với cái ý nghĩ từ cái tên của nó là sống đời. Dạ em cảm ơn. Và em cũng
tặng cho chị Cát Tường cái này handmade của em luôn. Trời ơi, dễ thương quá. Bây giờ coi cái quà bạn gái trước coi, cái gì ảnh làm, cái gì anh tự làm kìa. Gì chơi thể thao mà còn tự làm đồ handmade nữa hả? Cái gì vậy em? Em thử cầm lên em nhận ra cái gì vậy? Cái đó là gì em? À, cái treo. Cái này em có thể là treo móc khóa hoặc là treo thường thường, nếu mà treo trước xe ô tô cũng đẹp. Không thể treo móc khóa. Đàn ông mà tự làm ghê thiệt ha. Tự làm là em tự làm cái dây tua tua này đúng không? Được, cái tay bóng này lúc trước đó nó nguyên tròn vậy, nhưng mà cái này em... em tự đục khoét vô rồi em làm ra cái này luôn. Ồ, rồi cảm ơn nha. Bạn gái là hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Nhiệm vụ của em là làm sao mà tiếp cận được cổ nha, rồi nói chuyện sao cho nó hợp lý. Vậy thì Tường sẽ mời hai bạn ăn trưa với nhau ha. Chương trình mình là hẹn ăn trưa, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nói chuyện với hai bạn. Đây là món bò nướng lá lốt, một món thuần Việt vùng Nam Bộ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nguồn gốc của nó từ Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, Tường cũng không biết thông tin này luôn nha quý vị. À, và lan sang Đức và phát triển mạnh ở nhiều châu lục. Một món nhậu tuyệt hảo cùng với bia tươi. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức món bò nướng lá lốt của nhà hàng nha. Vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau, làm sao cho cổ bớt rung bớt hồi hộp nha. Rồi nhớ hỏi chuyện tình yêu đồ, quan điểm tình yêu đồ luôn nha. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, khỏi nói. Dạ, nhưng mà em ăn chay trường ạ. Em ăn chay hả? Hay. À, chay trường luôn. Dạ. Hồi nãy em vừa về rụt ra và muốn khóc, có vậy không hay là mấy chị đùa? Dạ, em hơi nhát ạ. Dạ. Thế anh em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận về anh như thế nào? Ủa là anh từ Cam Ranh vô ạ? À, đúng rồi, anh từ Cam Ranh vào. Anh từ Cam Ranh vô hồi nào ạ? Hồi tối anh bay vào ạ? Anh vào từ sáng hôm qua. À, vậy là hiện tại anh đang ở nhà bạn hay là ở như thế nào? Trong này có chị gái của anh với em gái. À. Em có hay về quê không? Dạ, thỉnh thoảng ạ. Một năm em về có vài lần. Trong cái vấn đề tình cảm thì theo em quan niệm em cần một người đàn ông như thế nào? Dạ, chân thành ạ. Chân thành. Dạ. Ngoài chơi thể thao ra và anh cũng rất là thích tìm hiểu về nấu ăn. Dạ, anh có thể ăn chay được không ạ? Anh ăn chay cũng được, tại vì giống như ở nhà mẹ anh cũng ăn chay. Dạ. Một tháng, nhưng mà mẹ ăn một tháng 4 ngày thôi. Dạ. Những ngày đó thì có thể là mẹ mua món chay về rồi ăn cả nhà luôn cũng được, cũng chẳng sao. Anh cũng nói chung ăn trong ăn uống anh cũng dễ lắm. Không khó lắm. Vậy thì anh dùng đi ạ. Anh... Vậy là em ăn chay trường rồi luôn hả? Em ăn chay trường xong có được không anh? Đương nhiên mà em ăn thì cái đó là quyền của em mà. Như vậy thì em đâu có làm được ăn gì cho anh ăn được đâu. Thì nói chung là em làm thì anh cũng có thể tự làm được. Ví dụ sau này mà hai người về ở với nhau mà ăn chay trường không thì anh cũng nếu như mà chắc anh phải tập thích nghi đấy. Tại vì ví dụ một tháng ăn khoảng 4 ngày thì anh ăn được. Đúng không? Nhưng mà bây giờ rồi ăn chay trường rồi mà... Rồi hơi cám gót quá vậy. Ở ngoài tôi nghe, tôi định chút xíu mới vô mà tôi nghe cái đoạn ăn chay trường. Ủa, ăn chay trường luôn hả em? Dạ. Ăn trường luôn. Trời ơi, rồi biết nấu ăn không cưng? Dạ, em biết nấu. Rồi mai mốt rồi lấy vợ về mà vợ không có nấu cho ăn rồi. Không, vợ nấu thì em nấu được, nhưng mà vấn đề là nhiều dạ, lúc nhưng là... Nhưng mà ai nấy nấu hả? Một là mày ai nấy nấu, mà không thì một mình em phải nấu hai phần. Trời ơi, thương quá. Ủa mà lý do sao mình ăn chay luôn nhờ cơ? Ăn chay từ lúc nào? Lâu chưa? Dạ, chính thức ăn trường thì được một năm mấy rồi ạ. Ồ, vậy là tốt dạ. Lắm. Tụi em mốt thì vợ ăn chay riết rồi, từ từ cho ảnh ăn tuần 2 ngày thôi em. Được không? Dạ. Thôi giờ cho hai bạn bốc vài lá bài nha, cho bạn nữ bốc trước đi. Mình tìm hiểu nhau một xíu kỹ hơn, đọc lớn yêu cầu trong đó và thực hiện. Hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác không? À, hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác gồm. Có đem đồ nghề theo không? Hồi sáng đi cùng vội nữa, mong mang đi. Nhưng mà bây giờ anh có thể mô phỏng được. Rồi, mô phỏng được. Huấn luyện viên đó nha. Bây giờ là cái này là yêu cầu em tự tập hay là sao là dạy cho bạn gái? À trời ơi, có dạy cho bạn gái luôn ha. Em tập trước đi, là chị cho em dạy cho cổ luôn. Đây là cái động tác đánh gôn cơ bản. Ủa sao tôi thấy eo cũng di vận chuyển mà ta sao bụng vẫn bự ta? Đó là mình đánh những cái kỹ thuật đánh xa, đánh long game. Khi mà mình đánh trên một cái mặt bằng người ta gọi là green thì mình sẽ có kỹ thuật butter. Nhưng mà hôm nay mình không mang cái bird đi. Và mình sẽ dùng cái bird để mình gạt nhẹ cho nó vào lỗ. Bay thẳng không? Kỹ thuật này thì trong môn golf thì mình chỉ đánh bằng vai và không đánh nhiều bằng tay. Dạ. Không đánh nhiều bằng tay.
Bạn nữ ra làm thử động tác không bạn nữ? Ra ảnh chỉ cho động tác coi. Dạ được ạ. Rồi bây giờ mời em đọc lớn yêu cầu trong đó lên. Bạn nữ thử cảm giác nắm tay bạn nam. Em hãy nắm tay bạn nam rồi em nói lên cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình. Em đứng lên đi em, cho người ta qua nắm tay hay là em qua bển luôn đi. Dạ thôi được ạ. Hay là em đưa dạ, qua đúng đây. Được ừ, đúng dạ, rồi. Dạ, đúng được ạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay 30 giây rồi nói cảm nhận của mình. Nắm không còn nhịp chi vậy? Dạ được rồi. Rồi. Rồi cảm nhận như thế nào? Em thấy bàn tay của anh ra mồ hôi. Còn em không biết ạ. Bà sắp khóc nữa rồi đó. Kêu nó bà sắp khóc nữa rồi đó. Sao không biết, mình nắm tay người ta mình phải thấy cái tay đàn ông nó khác tay đàn bà chứ. Đúng không? Nắm tay trai nó có điện chạy qua hay không? Trai sần sùi hay khô ráp? Hay là nắm tay mà vô cảm không có cảm xúc gì, thí dụ vậy? Em không biết không? Em không biết là em không nói được hay là em không có cảm xúc. Hai cái nó khác nhau. Không có cảm xúc là khác, mà có cảm xúc mà không nói ra được bằng lời nó khác. Tại vì em không có nói xạo được á. Thì em đâu ai kêu em nói xạo đâu. Em có sao em nói vậy chứ ai kêu em nói xạo. Thì chị nói nếu em không có cảm xúc thì em nói không có cảm xúc. Em chỉ biết là cái tay anh đổ mồ hôi. Dạ đúng rồi. Vậy em thôi. Chỉ biết cái tay anh đổ mồ hôi chắc anh cũng hồi hộp chị ạ. À, tay em có đổ mồ hôi không? Dạ không ạ. Thế thì còn cú cổ một cái coi. Vậy lúc cổ nắm tay em thì em cảm thấy như thế nào? Dạ thấy có vẻ như cái nhiệt độ của bạn ấy không nóng bằng em. Em thấy bên tay của bạn mát. Tay bạn nó mát, tay em nóng. Yeah. Vậy là nắm tay chỉ để đo nhiệt độ thôi, chứ nắm tay không nói lên được cảm xúc thôi quý vị. Thôi thì bây giờ cuộc vui nào rồi cũng tàn, phải đến lúc kết cuộc chứ không lẽ giờ mình chạy hoài thi đấu cũng phải dừng đúng không ạ? Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, 30 giây cuối cùng. Mỗi người nói lên một câu nữa thôi. Cảm xúc của mình ngày hôm nay khi tham gia chương trình. Hiện tại mình cảm thấy như thế nào, hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước, hãy nhìn nhau 30 giây rồi nói. Anh thấy em rất là hiền và gần như là hơn cả chiều hiền nữa. Hôm nay mà đến tham gia chương trình nên rất là vui được quen biết và gặp gỡ em. Nếu như mà có thể thì anh em có thể là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn gái. Hôm nay đến đây thì em cũng cảm ơn anh vì thật ra là gặp nhau cũng đã là cái duyên rồi. Thì đâu đó thì em không biết như thế nào nhưng mà em chỉ biết là em cảm ơn anh nhiều ạ. Thì ngày hôm nay chương trình chỉ là bản thân chị Tường chỉ tạo cho hai em một cơ hội để gặp nhau thôi. Còn cái quyền quyết định là ở hai bạn. Bạn trai cũng vượt ngàn dặm xa xôi đến đây ha. Cho nên bạn gái nói lời cảm ơn mình là cũng đúng rồi. Thế thì bây giờ còn đi được với nhau cái đoạn đường nào nữa hay không là quyết định của hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Nhưng mà cái nút bấm này là nút bấm để kết duyên, nút bấm để mà trở thành một cặp đôi hẹn hò, không phải nút bấm để kết bạn. Nếu chúng ta cảm thấy thật sự rung động và có cảm xúc với đối phương thì chúng ta mới bấm nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Vì em nghĩ là mình không bấm thì sẽ cho anh rất là nhiều cơ hội tốt hơn sau này. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thế tại sao em trai lại không bấm? Bây giờ em muốn ở quen một người nào có thể là có nhiều thời gian để giống như hiện bạn hiện đấy thì em cần có nhiều thời gian hơn nữa, tại vì bạn rất là rụt rè và nói chung là cần có người để ở bên cạnh nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ em ở ngoài đó một tháng và một lần thì không đủ thời gian để mà chăm sóc cho bạn. Thật ra thì chị rất là đồng cảm với hai bạn. Chị thấy nếu mà bỏ ra cái việc khoảng cách về địa lý thì chị nghĩ là hai bạn cũng khá là đẹp đôi với nhau. Thì Tường rất là tiếc ngày hôm nay. Thôi mời hai bạn đứng lên. Tường rất là tiếc vì chị thấy đây là một cặp đôi mà nhìn bên ngoài hoàn toàn mọi thứ rất là ok, hợp nhau rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng không vượt qua được một số những khó khăn ở phía trước. Thì vậy là có cái duyên gặp mặt nhưng mà cũng chưa có cái duyên để đến được với nhau. Vì Tường cũng mong là hai bạn đừng buồn và có thể chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Đặc biệt là em gái, đôi lúc mình cũng phải tự tin lên một chút xíu, dạn dĩ hơn một chút xíu để cho mình một cái cơ hội, cho nên tự tin hơn.
dạ, mở lòng ra hơn nha. Em cảm ơn chị. Ok, còn bạn trai thì chị nghĩ rằng trời ơi, hết cái số này phát sóng chắc nhiều cô gái sẽ gọi cho chương trình để tìm em quá. Một bạn trai rất là dễ thương. Rồi Tường cũng hy vọng là em cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha, phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Bây giờ thì cũng cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với Cát Tường trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Còn bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp. Rồi ok, bây giờ thì anh tự chủ động giới thiệu về bản thân của mình nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc hiện tại của mình nhé. Rồi mời anh. Anh tên là Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1987, anh ở Bình Dương, nghề nghiệp là kỹ thuật viên sửa chữa ô tô. Rồi, Nguyễn Ngọc Duy đúng không ạ? Đúng rồi. 1987, Bình Dương, kỹ thuật viên sửa chữa ô tô. Đúng không anh? Anh làm quê quán là anh ở đâu? Quê anh ở đâu? Ở Bình Dương. Ở Bình Dương luôn đúng không? Ở Bình Dương. Nhà cửa mình có chưa hay mình đang ở trọ? Đang ở trọ em. Nhưng mà quê mình ở Bình Dương luôn. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Nó không biết nữa, không biết có điểm mạnh điểm yếu gì không nữa. Rồi anh Duy, vậy thì anh biết. Anh từng kết hôn chưa? Chưa em. Chưa. Vậy trước giờ mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Tại sao vậy anh? Tại lúc mà thầy đi học, anh chỉ biết học xong ra đi làm, cũng có quen, nhưng mà chỉ thời gian cái rồi hai bên không hiểu ý nhau, cái rồi chia tay. Đấy nó được gọi là một mối tình ấy, nhưng mà nó yêu nhau trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Cũng mấy tháng rồi em. Mấy tháng? Cỡ 5-6 tháng gì á. Đó là một mối tình. Thế sau này khi trưởng thành rồi, phát triển rồi thì anh không có nhu cầu có bạn gái hay sao? Anh cũng có mà anh không có cũng anh cũng ít giao lưu với mấy bạn bên ngoài lắm. Ngoài việc đi làm về là anh về phòng hoặc là về nhà nghỉ ngơi xem nhạc về thôi à. Thu nhập của anh bây giờ là bao nhiêu tháng? 11 triệu một tháng. Rồi. Nhưng mà tại sao anh là một cái con sống hướng nội á, kiểu là không thích tiếp xúc bên ngoài, mà bây giờ tự nhiên bao nhiêu năm trên cuộc đời không nhu cầu gái, bây giờ tự nhiên đăng ký bạn muốn hẹn hò là như nào? Tại do bà già hối anh dữ quá, do mẹ hối dữ quá. Nhưng mà mẹ hối dữ quá, nhưng mà anh có nhu cầu thật không? Anh không có. Anh không có nhu cầu xong về, xong rồi ghép cho anh, xong rồi anh về anh cũng đâu hẹn hò với người ta đâu thì cũng chết. Anh có, anh có nhu cầu. Rồi thì bây giờ nói chung là về câu chuyện của tình yêu của anh là chẳng có cái gì luôn đúng không? Bây giờ anh mong muốn tìm mẫu người như nào? Anh muốn tìm mẫu người cũng dịu dàng nết na vậy thôi, được khoảng trường từ 22 cho đến 28 vậy á. Rồi hai đứa em. Rồi công việc nghề nghiệp như nào thì phù hợp với công việc nghề nào cũng được hết em, công nhân hay là làm văn phòng cầu gì cũng được hết, không đòi hỏi cao cấp quá đúng không? Không cần phải đòi hỏi. Quê quán vùng miền có kỵ miền nào không? Không em, miền nào cũng được. Nếu mà bây giờ lấy vợ về thì ở trọ luôn à? Nếu giờ lấy vợ là về nhà ở. Về nhà mẹ ở. Đúng rồi. Nhà rộng rãi không anh? Rộng em, khoảng 30 mét vuông á.
À, mới mới luôn. Nhưng mà ý phải làm dâu đúng không? Ừ. Làm cũng được mà không làm cũng được. Không làm thì anh có tính phương án gì? Ờ. Nếu mà không làm dâu thì anh tính phương án như nào? Mời vợ chồng sống chung ở phòng trọ cũng được. Rồi. Có nhu cầu xây nhà chứ anh có gom góp được tiền gì không? À có em. Anh góp được bao nhiêu tiền à? 250. Hai trăm rồi, nói chung là để sẵn sàng để mà cưới vợ ấy đúng không? Đúng đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok, bây giờ nếu mà hẹn hò được thì anh thấy ở cái khu vực đó anh có thể hẹn được ví dụ như Bình Dương hoặc là ở Sài Gòn được không? Cũng được em. Sài Gòn càng tốt, tại vì Sài Gòn quê ngoại anh ở trên đó mà. Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, gần. Rồi ok, anh, cảm ơn anh nhá. Thì mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. Rồi rồi rồi. Chào anh ha. Mình giới thiệu về bản thân mình giúp tụi em đi anh. À, Họ và mình tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp à? quê quán thì ở Trà Họ và tên của Vinh. anh là gì? Anh giới thiệu bình thường từ đầu lại giùm em ha. Rồi. Mình tên là Đoàn Đoàn Phôn, quê quán ở Trà Vinh, hiện tại đang sống làm việc ở Đồng Nai. Anh sinh năm mấy anh? Sinh năm 92. Sinh năm 92 hả? Rồi, anh làm gì ở Đồng Nai? Làm tại xe xúc lật à, tài xế Tài xế xe gì anh? xúc lật á, Xe xúc xe quá tư hả? nhân. Dạ đúng rồi, giờ đang trong làm việc mình bận đồ đó, nó hơi ấy. Rồi anh đang ở Đồng Nai. Đúng rồi, Là mình đi theo công trình hay như thế nào anh? chung là theo công trình công ty, nhà máy công ty đó, nằm bên bê tông mà, bê tông cốt thép á. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh Phone là gì? Mạnh điểm yếu của mình nữa là nhát, đi nhát cô gái thì rõ, ở nhà suốt à, không dám đi đâu, ít nói. Rồi điểm mạnh của mình Điểm mạnh như thế nào ta? là những ưu điểm của anh á, Ưu là anh biết điểm làm gì, nhà anh làm gì, sở trường của anh là gì, tài lẻ của anh là gì? chung là nhà không có phụ nữ thì cũng vô bếp nấu ăn nấu uống này nọ, nấu cơm, còn không có ai thì tự giặt giũ nhà luôn. Rồi hát hò thể thao, dục thể thao gì không anh? Thể thao thôi, hát thì nói chung là đi làm suốt rồi, không có ở nhà hát được, chỉ nghe nhạc thôi. Thể thao là anh chơi môn gì? Thể thao như chẳng hạn là đá banh, đá cầu lông này đó, chứ bơi lội không biết à. Rồi anh tình trường của anh sao rồi? Có trải qua mối tình Tình nào trường chưa? là chưa chưa có mối tình nào cả, Cái gì? chưa có mối tình nào cả, Có chưa kết hôn lần nào luôn? chưa kết hôn lần nào luôn, Cái gì chưa mối tình lần nào luôn hả trời? không là đang ế mưa 31 tuổi rồi, đang Vậy ghế là ngang, 31 năm đúng rồi, chưa từng nắm tay luôn. chưa từng nắm tay luôn. Có hôn ai chưa? Chưa luôn. Trời đất ơi. Lại lo làm ăn suốt mà. Lo làm ăn là lo, làm ăn là làm ăn, còn chuyện yêu đương thì yêu đương. Thì không có thời gian, và nói chung mẹ cũng khó, cũng cho đi chơi này nọ, chỉ ở nhà với mẹ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ về lấy vợ về là giờ về ở với mẹ luôn hay sao? Nói chung là thì cũng ai ai ở bên nào thì chịu bên đó thôi. Là sao? Ai ở bên nào chịu bên đó là sao anh? Là muốn lấy vợ thì muốn về ở bên vợ cũng được, mà bên chồng cũng được, nghĩ là vậy. Là giờ mẹ cho thả cửa rồi hả? Nghe cho thả cửa luôn rồi, bà hối quá hối rồi. Ủa chứ lúc trước tự nhiên ôm nhà hoài, tự nhiên giờ hối rồi. Bà giờ kêu hối bà kiếm con dâu cho bà. Rồi sao xung quanh anh không có ai sao mà anh phải lên tham gia chương trình? Trời ơi, làm trong môi trường nó có ai đâu, đàn đàn ông không
Rồi không ai mai mối cho anh hết hả? Thì có làm mối mà làm mối thì nó cũng không có ưng mấy. Là có làm mai làm mối? Cũng có rồi, cũng có làm mai làm mối mà mình không ưng. Sao mình không ưng? Mình khó tính quá hả? Không phải là khó. Ơi. Nó hơi gục ghè chút nhát thôi. Ờ. Rồi bây giờ anh lên trên chương trình anh mong muốn là có bạn gái như thế nào? Thì nói chung là hiện đảm đang là được rồi, không không cầu kỳ với tiền vật chất là được rồi. Cái gì? Không cầu kỳ gì? Tiền bạc cái gì đó dễ chịu hiền lành thôi. Dễ chịu hiền lành, nhưng mà ví dụ người ta cũng bây giờ công việc của anh lương tháng nhiêu nè? Trung bình có khoảng 10 triệu à, mười mấy triệu à. Ờ. Thì là cái bạn gái của anh muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình, về tính cách, về công việc? Chung là mình cũng 80kg, kiểu người khoảng tầm 60kg thôi. Ừ. Mét 6 của mình, mét 65. Ừ. Đúng là vừa vừa đối tượng mình đó. Ừ. Chung là công việc giờ cũng đang nhiều, thời gian mình cũng nhiều, cũng lâu vậy. Vậy thì bây giờ nếu mà em làm mai cho anh rồi anh không có thời gian tìm hiểu người ta là sao? Rồi đâu phải chấp nhận thôi. Ai chấp nhận? Mình chấp nhận chịu thời gian dài thôi. Được không? Rồi anh còn yêu cầu gì nữa không anh? Có gì đâu, yêu cầu nói chung là kiếm người yêu, người vợ cho mẹ già rồi, không yêu cầu gì hết. Ừ, rồi ở đây thì chỉ là buổi phỏng vấn của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Thì để xem cái cách nói chuyện mình như thế nào. Nếu như mà có người phù hợp hoặc là anh được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bên em sẽ liên hệ lại với anh ha anh ha. Dạ, rồi em chào anh. Dạ, nói to hơn chút xíu dùm em rồi. Dạ, em nghe được anh ơi. Dạ vâng, anh ý em là anh nói to xíu nhá. Dạ. Tại giọng anh bây giờ đang hơi nhỏ. Em nghe rõ chưa anh? Dạ vâng, anh nói họ tên, tuổi, nghề nghiệp, công việc hiện tại của mình nhé, để em nốt lại. Dạ. Họ tên của anh là gì? Họ tên em là Nguyễn Đình Sĩ ạ. Anh chủ động giới thiệu về bản thân mình nhé. Dạ. Rồi anh giới thiệu đi, anh sinh năm bao nhiêu? Công việc là gì? Em sinh năm 1984 à. Công việc hiện tại của anh? À, công việc em nhân viên à. Nhân viên gì anh? À, em làm bên kho anh rồi. Kho ở đâu anh? Anh nói chuyện. Dạ, cái kho, công ty em là chuyên làm đế giày với cái TPU của Adidas đây anh. Hiện tại anh đang làm ở đại đâu? Và em đang làm ở dưới Tân Biên Bình Dương. Tân Biên Bình Dương. Dạ. Rồi. Quê quán của anh ở đâu ạ? Quê quán em ở Bắc Ninh anh ạ. Quê Bắc Ninh. Anh vào trong này lâu chưa? Em vào được 8 năm rồi anh. Hiện tại anh đang ở trọ Bình Dương hay sao ạ? Dạ em đang ở nhà. Vâng. Đang ở trọ Bình Dương. Dạ đang tạm trú ở Bình Dương anh. Rồi. Anh trước giờ đã từng kết hôn chưa? Em chưa anh ơi. Chưa từng kết hôn. Dạ. Anh trải qua mấy mối tình rồi mà tại sao mà mình tới giờ mình chưa kết hôn nhỉ? Em thì 30 mối rồi nhưng mà đâu nó nằm ở đâu ấy. Nên là chưa có duyên. Theo anh nghĩ lại là chưa có. Thì em thì cũng quen ba bốn mối tình rồi nhưng mà đôi khi thì quen xong thì nó không tới đâu, trong thời gian thì chẳng có muốn quen nữa thì mình chỉ lao động trong công việc thôi, đi làm thôi. Rồi bây giờ cái mối tình nào mà sâu sắc mà anh vẫn nhớ tới mà mình gần đạt đến cái độ hôn nhân rồi thì mình bỏ lỡ thì là kể chia sẻ chút với lại chương trình thêm được không? À sao anh nhỉ? Mối tình sâu sắc nhất của anh nó như thế nào? À, mối tình cho em thì trước em thì quen một bé thì cũng làm bên phòng nhân sự. Rồi.
cũng cùng công ty xong rồi nhiều cái lý do lắm anh ơi. Bóng là lại mình không 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 quen mà không quan tâm người ta hay 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 đi chơi, Không hay cho người ta đi chơi á. giống kiểu mình hay đi chơi hay bỏ bê kiểu người ta vậy. Người phụ nữ người ta phải cần cái sự quan tâm lo lắng, đây mình cứ đi chơi thì thỉnh thoảng không dắt đi chơi người nhà hay gia đình bạn bè người thân gì đó chẳng hạn đấy, thế thì người ta cũng buồn, xong rồi xảy ra mâu thuẫn thế này thế kia thì xong thì thôi. Nhưng mà cái mối tình đấy là diễn ra trong bao nhiêu lâu? Là em thì quen bạn ấy cũng được 2 năm ấy. 2 năm. Nhưng mà rõ ràng là anh nhận ra vấn đề là từ anh bỏ bê anh ạ. Đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, em cũng mua kìa. Cái mối tình đấy là bao nhiêu lâu rồi? Cách đây khoảng 3 năm rồi anh Cái này 3 năm đấy, cô gái đấy là để ấn tượng đúng không? ạ. Dạ. Thì bây giờ người ta cũng có gia đình rồi, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm, nghĩa là vẫn quý mình như là anh thôi. Thì mình quý người ta như là em gái, nên là thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau, Trời vẫn động viên nhau. thăm gì đó Thì ông ơi. ai giống kiểu em gái. Cái đấy là, nhưng mà cái lúc mà yêu nhau ấy thì tình cô gái ấy đối xử với anh như thế nào, cô quan tâm anh không? Có anh ơi, người ta cũng rất là, tóm lại là người ta cũng cũng quan tâm, cũng biết lo cho mình những lúc mà những khó khăn những cái gì đó người ta cũng, nhưng mà mình đôi khi thì con trai thì anh bảo hay anh em thì hay thế này thế kia đấy, cả thứ bảy hay chủ nhật đi đâu hay ngồi một ly hai ly nên là người ta buồn, nên là khi người ta bảo nói hạn chế bớt mấy chỗ mà bạn bè hay ra xã giao bớt đi mình không ấy thì đôi khi lại xảy ra mâu thuẫn đấy. Nhưng mà cách đây 3 năm rồi thì lúc đấy anh chưa có nghĩ tới chuyện lập gia đình à, không kết hôn à? Có chứ anh, Nhưng mà sao không tiến tới được luôn mà gần 2 năm. thì cũng quen là cũng tiến tới đây, nhưng mà đôi khi thì lại đó mà là chuyện tình cảm nó nhiều cái Có nghĩa khó là nói. hỏi dạ dạ là anh lúc đấy là anh còn đang mải chơi thế này. dạ 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 Rồi. Ok, bây giờ cách đây là 3 năm rồi thì trong vòng 3 năm đấy anh có cô gái nào nữa không? Em thì quen thì cũng có quen nhưng mà nó không tới đâu, đúng tôi quen được 3 tháng 5 tháng rồi chẳng tới đâu, nên là đôi khi thì nhiều cái. Bây giờ mà hỏi về tiết nhé, 3 tháng Dạ với ý thì cũng chẳng thấy đâu, thì nó thuộc vào cái hệ gì, do tại sao mà nó không thấy đâu? Tụi em cũng sẽ tìm tay một cô gái, nhưng mà bọn em là xếp đâu thì người ta mới ghét đúng không? dạ Thì đấy, thì bây giờ theo anh thì lý do mà nó không thấy đâu là như, tại sao mà nó không tới đâu được đó, lý do? À thì đôi khi nhiều cái điểm mà giống như mình quen thì đôi khi người ta lại đòi hỏi cái này cái kia, đôi khi mình lại không đáp ứng được Cụ thể là đó, ví đúng về giống như kiểu về vấn đề là chúng ở tài chính chẳng hạn hay là kinh tế chẳng hạn. Bây giờ nhiều cái đôi khi là bỏ từ từ thì cũng làm được, nhưng mà đôi khi người ta nhiều cái người ta gấp gáp quá thì lại xảy ra lớn tiếng thế này thế kia. rồi, ok em hiểu. Bây giờ Dạ chút của anh trung bình là bao tiền một? lương em là 18 đến 20 triệu, dao động từ 9 triệu tháng. Anh xác định là trong Bình Dương hay là lại quê? Em lúc cái này cũng chưa biết được, nhưng mà sức em thì muốn về quê. Muốn sao lại về quê? Dạ về quê thì nó vẫn nhiều kinh tế nó phát triển hơn, bây giờ trong này thì chỉ làm việc thôi, còn mục đích mình cũng phải về quê chứ anh. Rồi. Bây giờ anh làm này, anh có tích góp được nhiều tiền không? Gia đình thì có tích góp được không? Em thì cũng có thì có một chút xíu rồi, thì đất thì em cũng có rồi, nên là Đất có ở đâu anh? em có ở chỗ đất dưới Biên Hòa.
Rồi, ok. Bây giờ anh em hỏi với nhau về cái mẫu người mà anh mong muốn tìm kiếm đi ha. Giờ như em thì cần giống như là một nửa nào là thương yêu nhau thật lòng, nó hiểu mình mà biết quan tâm, biết chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống ấy, những lúc mà vui buồn là được rồi. Thứ hai nữa là nghề nghiệp cũng phải ổn định một chút xíu. Theo anh, nghề nghiệp ổn định khái niệm của anh ấy như thế nào? Ý là công việc người ta cũng phải ổn một, ý là làm việc cái lương cũng phải ổn chút xíu, giống như gọi là cũng phải 10 triệu hay 11 triệu hay gì đó, nó xem giống thế anh. Rồi bây giờ là nói chung là cũng là một cô gái có lương trên 10, lương phải 10 triệu đúng không, thì mới đảm bảo cuộc sống của hai đứa. Là đúng không? Rồi thế đi. Còn có yêu cầu đặc thù công việc là phải làm văn phòng hay là đặc thù một công việc nào khác không? Dạ em không, anh à, nó không quan trọng mấy. Rồi ok. Vùng miền thì sao? Em không quan trọng vùng miền. Rồi bây giờ thế vậy thì nếu mà để mà gần nhất và mình có thể hẹn hò tốt nhất thì là mình chắc trong khu vực phía Nam đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau này khi mà hai anh chị về được với nhau thì mình sẽ deal về cái vấn đề, sẽ nói chuyện với nhau á, về cái dạ. Vấn đề ra ngoài Bắc hay là không, đó là cũng là cái tính toán của anh. Dạ đúng rồi. Đôi khi mà bạn đi thì thích thì vẫn là phải thích ở đây thì thôi, cũng phải chấp nhận thôi. Quan trọng là hai người đều có tiếng nói chung. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ trước mắt ấy là về cái vùng miền thì có thể là miền Tây, miền Nam, miền Trung được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bán kính anh có thể quen được là những vùng nào cô đang ở Sài Gòn được không? Dạ được anh. Sài Gòn, Bình Dương, mấy tỉnh lân cận nhá. Dạ được rồi anh. Nếu mà xa xa kiểu như Sài Gòn thì vẫn cố lên được không? Dạ. Rồi ok. Anh còn đã có những cái điểm gì anh không biết ở bạn cái? Tóm lại cái tiêu chuẩn của em chỉ cần như thế là đủ rồi, không cần thì nhưng mà khuôn mặt con người, nhân dáng là như thế nào? Chứ bây giờ ví dụ như em chọn thì em bảo là ok, em thích cô gái này quá, nhưng mà ví dụ như anh thì anh không thích thì sao? Tóm lại là hình dáng cũng phải dễ nhìn một chút xíu anh. Rồi ok anh. Thì em cũng hiểu rồi, thì bây giờ ấy, cái ngày mà gần nhất có thể ghi hình được á là dạ. 31 tháng 8 thì dạ. Là ghi hình ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nếu mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh. Dạ. Thì anh sắp xếp một buổi để tham gia cái chương trình nhá. Dạ ok anh. Dạ ok ok. Dạ. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn chương trình nhá. Dạ ok. Dạ em chào anh nhé.